chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Giá vàng hôm nay ngày 28 tháng 1 năm 2021, USD gây bất ngờ, vàng biến động mạnh. Trên thị trường quốc tế giảm khá mạnh bởi bối cảnh đồng USD bất ngờ tăng vọt. Giới đầu tư chờ đợi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn của Mỹ và triển vọng kinh tế. Giá vàng thế giới đêm 27 ngày 28 theo giờ Việt Nam. Giá vàng giao ngay ở ngưỡng 1843 USD trên 1 ao. Giá vàng giao tháng 2 là 1843 USD trên 1 ao. Giá vàng thế giới cao hơn khoảng 21,2% so với đầu năm 2020. Giá vàng thế giới quy đổi theo giá USD của ngân hàng có giá là 52,2 triệu đồng trên một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,2 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng trong nước. Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm khá mạnh trong bối cảnh đồng USD bất ngờ tăng vọt. Giới đầu tư chờ đợi kết quả kinh doanh từ các doanh nghiệp lớn của Mỹ và triển vọng kinh tế. Đồng USD tăng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có cuộc họp quan trọng kéo dài 2 ngày. Nền kinh tế đang ở vào một thời điểm khá khó xác định được triển vọng khi mà đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Và các chính sách mới của chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng như là của Fed chưa rõ ràng. Tình hình chính trị tại Mỹ vẫn bất ổn. Thượng viện vừa bác bỏ ý kiến nghị của các nghị sĩ đảng Cộng hòa nhằm ngăn chặn luận tội Tổng thống Donald Trump với cáo buộc kích động bạo loạn, trong đó người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội hồi đầu tháng này. Dù vậy, nền kinh tế Mỹ cũng có những điểm sáng đến từ các ông lớn công nghệ. Lợi nhuận của ông lớn Microsoft tăng bất chấp dịch Covid. Theo đó, tập đoàn này ghi nhận doanh thu 43,1 tỷ USD trong quý tư năm 2020, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019. Đại dịch tạo đà cho xu hướng làm việc, giải trí, giao lưu thông qua các dịch vụ được lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây. Trong bối cảnh đại dịch hoành hành, doanh số từ các dòng sản phẩm cho máy tính và cá nhân được quan tâm như Windows, Surface và Xbox đạt 15,1 tỷ USD, tăng 14%. Trong đó, riêng nội dung và dịch vụ cung cấp cho thiết bị trò chơi Xbox của hãng chiếm tới 40% doanh thu, tăng 38% về giá trị thực. Dự báo giá vàng. Vàng chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, nhưng nhiều nhân tố bất ổn cũng là khả năng lạm phát cao trong dài hạn sẽ tác động tích cực lên mặt hàng kim loại quý. Mùa tiêu thụ vàng vật chất tại châu Á cũng có thể là nâng đỡ giá vàng lên cao. Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 27 tháng 1, đa số các cửa hàng vàng tại Hà Nội tăng giá. Cụ thể được niêm yết như sau. Giá vàng được cập nhật vào lúc 18:30 ngày 28 tháng 1 năm 2021 như sau. Vàng SJC tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh mua vào với giá là 56,15 triệu đồng trên một lượng và bán ra với mức là 56,67 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng AJC được niêm yết với giá là 56,05 mua vào và 56,45 triệu đồng trên một lượng bán ra. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,25 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,55 triệu đồng trên một lượng bán ra. Vàng BNC được niêm yết với giá là 56,05 mua vào và 56,55 triệu đồng trên một lượng bán ra. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,52 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,22 triệu đồng trên một lượng bán ra. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 55,52 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,22 triệu đồng trên một lượng bán ra. Vàng SBC được niêm yết với giá là 54,38 triệu đồng trên một lượng mua vào và 54,58 triệu đồng trên một lượng bán ra. Đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.